Lúc nãy niên kinh nhà chia tìm mệt rầy, ăn ta đã cỏ xuống nâng hao cầm hôn mà hà hỏng, và chúng nửa tháng ngày sẽ bẹp quân tận nâng ca rì côn, ca liệu bẹp rộ bọc kinh nhà ai Campuchia, mì kren Cambodia phì quân mà phầy. Cỏ xuống chùm nguồn bầy cư cỏ xuống và bật thua, nâng vị trật sẽ là bạc, cỏ xuống kết ca nề rí, nâng cỏ xuống bò rộ mìn, nâng chuộc và chúng chùm mùi nâng cầm hôn mà hà hỏng, nó thay ngay tìm mùi khai cả nhà cho năm Pipoan mà phải bị đảm bây mớ lơ cá cam bị thi bỏ cuốt bỏ vò cả nhà ai Campuchia Mikren Cambodia Pipoan mà phải bị đài lộ rôn ca rì côn giang kháng bị mà hà chân. Cách bà chung này đặc nòm đòi lục xây phương xạ của nà rốt mần trây cửa xuông và bật thố nâng miên ca chô ruông bị khang cửa xuông cách ca nè rí cửa xuông bỏ rộng miến nâng thiện ký cầm hôn mà hà hóng đã chuyển nhận riêng trong cam vị thi bảo quốc bảo vò cả nhà ai Campuchia đã là rôn ca rì côn giang khăn mộng nì. Các bảo chung này bằng tòa bì miên ca này nôm bì xâm đại địa chôn sàn khăn nông vị thi bảo ca rà than spiên ạ ca bệnh mần y bùng nâng spiên ạ ca xâm đại cung xâm ol nó bất thang ngay tì xa mùi khai xảy ha chân năm bì bòn mà phê bì nì. Xôm bình chịa phòng đại thá cầm hôn mà hà hóng ban bảo bất cầm hô tuôn tuôn đôi khía đôi chì ca aoi เปคะเนรีสำแดงชดชะซับซายระบายกาสิโนดำนางឲ្យក្រុងបវិតនិងក្រុងប៉ៃប៉ែតនិងមានការស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលហួហេតធ្វើឲ្យเปคะเนរីតំណាងឲ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងមើលទៅមិនសមរម្យជានារីខ្មែរដែលមានប្រពៃណីវប្បធម៌ទុនភ្លន់ធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជននិងអ្នកលេងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម កម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2022 នេះកំពុងតែបំផ្លាញប្រពៃណីវប្បធម៌ភពផងរបស់ខ្មែរហើយពាក់ព័ន្ធនៅនឹងករណីនេះលោកអិនសុផិនជាម្ចាស់ផលិតកម្មអាហារហុងបានចេញលិខិតសុំទោសមហាជនជាសាធារណៈម្ដងរួចហើយហើយនឹងបានសម្រេចកាត់ឈុតដែលទទួលរងនៅការរិះគន់ចោលនិងបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយនៅកំហុសឆ្គងមួយដល់អចេតនាមួយនេះ នឹងបានសន្យាធ្វើការកែតម្រូវឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែក្រោយពីសុំទោសជាសាធារណៈរួចមកក្រុមហ៊ុននេះនៅតែបានបង្កើតកំហុសខុសឆ្គងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលបញ្ជាក់ពីភាពកំសោយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះតែម្ដងសម្ដេចតេជោបានចាត់ទុកពេខនារីដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2022 ព្រោះពួកគេសម្ដែងនិងស្លៀកពាក់ទៅតាមអ្នកដែលរៀបចំដែលបានកំណត់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមគឺរៀបចំទៅតាមស្តង់ដារការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែអ្នកដែលខុសគឺអ្នកដែលដឹកនាំកម្មវិធី